Xin chào quý vị và các bạn, và trong chương trình của Auto Daily ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng khám phá đột nhập nhà máy sản xuất ra trên xe siêu sang Bentley. Và ngay từ đầu video thì chúng ta đã thấy ngay được những cái hình ảnh về các người thợ, tôi xin phép gọi họ là những nghệ nhân. Chỉ có những nghệ nhân mới gia công được ra những cái sản phẩm tuyệt vời như những cái linh kiện ở trên một mẫu xe siêu sang như là Bentley. Và những cái tấm da thì họ trải ra, sau đó dùng những cái kẹp để kẹp vào giá. Mặc dù những tấm da này đã được lựa chọn rất kỹ rồi, nhưng mà họ vẫn qua một cái khâu kiểm duyệt cuối cùng, đó chính là soi thật chi tiết xem cái vị trí da bị những vết hay là bị những cái phần nhăn hay là cái độ giãn của da nó không đạt yêu cầu. Họ sẽ đánh dấu ngay để tiếp tục đưa sang cái bước vào máy cắt. Chỉ riêng những cái bộ ghế da của mỗi chiếc xe Bentley đã là cả một câu chuyện đầy thú vị ở phía sau. Loại da dùng cho ghế ngồi và vô lăng cũng như là cái vị trí cần số hay là những cái mảng ốp nội thất của xe Bentley thì đều được dùng là loại da bò. Và tất cả các tấm da đấy thì đều được lấy ở trên loại bò đực sống ở miền Nam của nước Đức và bán đảo Scandinavia. Và để giải thích cho cái việc đó thì có ngay một câu trả lời sau đây. Đó chính là chỉ có cái loại bò đực được nuôi ở hai nơi này đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Bentley về khí hậu và các cái nhiệt độ cũng như là cái điều kiện sống phù hợp để cho cái loại da của các con bò ở đây được đạt tiêu chuẩn tốt nhất có thể. Đặc biệt là ở hai vùng này thì không có muỗi, thế cho nên là da bò không bị muỗi đốt cũng như là những cái vết để lại ở trên da. Như anh em có thể thấy thì tất cả những cái tấm da bò ở đây đều cực kỳ nuột bò, cho nên đặc biệt là không bị muỗi đốt luôn, không có dấu vết gì cả, sờ vào là nhẵn thín. Đối với Bentley thì họ không bao giờ chấp nhận sử dụng những cái miếng da không đủ tiêu chuẩn hay là kém phẩm chất trang bị lên những cái chiếc xe của mình. Có một cái điểm này mà Duy muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, đó chính là mỗi chiếc xe Bentley thì sẽ tiêu tốn một con số không nhỏ cái lượng da bò. Chỉ riêng mỗi chiếc Continental GT thôi là đã tốn tới 10 đến 11 bộ da bò. Còn mỗi chiếc Continental Flying Spur thì cần tới 13 đến 14 bộ. Còn mỗi chiếc Musani thì cần tới 16 hoặc 17 bộ da. Không biết là chiếc Bentayga thì sẽ được chính xác là sử dụng được bao nhiêu bộ. Cái điều chính xác mà để khiến mỗi một chiếc xe Bentley cần nhiều số da bò đến vậy là bởi vì do họ chỉ sử dụng những cái vùng như là da lưng, da chân, da còn những cái phần như là phần da cổ, phần đuôi và vùng da nhăn đều được loại bỏ. Họ soi rất kỹ từng cái miếng da này một. Để cho ra đời một bộ ghế da thì tại đây cần tới 70 giờ làm việc của tất cả các nghệ nhân. Từng chi tiết đến từng mũi khâu thì đều được làm thủ công hoàn toàn và được làm rất tỉ mỉ bằng tay, thưa quý vị và các bạn. Duy chỉ có logo là được khâu bằng 5.103 mũi và cái logo này được khâu hoàn toàn bằng máy. Lý do tại sao mà logo thì lại được khâu bằng máy? Bởi vì cái logo của Bentley cần tới cái độ chính xác cực cao, thế cho nên chỉ máy mới có thể làm được từng đường kim mũi chỉ cẩn thận, chuẩn chỉ từng mm một như vậy. Còn đối với chiếc vô lăng của Bentley thì cũng đều được khâu bằng tay và cái số mũi khâu để khâu hoàn thiện xong một cái vô lăng của xe là 540 mũi và phải cần tới 5 giờ 15 phút làm việc thì mới được hoàn thiện xong đường kim mũi chỉ dành cho chiếc vô lăng này. Và ở trong hãng Bentley thì có truyền tai nhau một cái câu chuyện thực đến từ một vị khách hàng của Bentley. Đó chính là khi đến mua xe thì bà khách hàng của Bentley có nói chuyện với cả những người sale của Bentley là bà muốn sử dụng cái màu sơn mà đang sơn ở trên móng tay của bà để làm màu sơn của xe này. Màu cái chiếc túi xách mà bà đang đeo thì sẽ được làm màu da, màu nội thất của xe. Và qua cái yêu cầu đó của bà khách hàng thì ngay lập tức đến khi giao xe
Bentley đã làm cho bà một mẫu xe đúng như ý bà mong muốn. Vâng, đó là một cái câu chuyện rất hấp dẫn mà chúng ta nghe có lẽ là cũng rất lạ đối với cả một mẫu xe, phải không ạ? Có thể những cái câu chuyện đó với những cái mẫu xe phổ thông thì chúng ta rất ít nghe. Nhưng mà đối với cả những mẫu xe sang, những mẫu xe siêu xa xỉ, siêu sang, siêu đắt thì đó lại là những cái mong muốn của khách hàng thường xuyên gửi tới những cái yêu cầu để sản xuất ra những mẫu xe dành cho riêng mình. Cái tính cá nhân hóa rất cao. Và mỗi khách hàng của Bentley khi đến nhà máy để xem cái việc sản xuất ra đời những cái mẫu xe của mình thì đều đưa ra những cái yêu cầu rất riêng biệt, không ai giống ai cả. Và điều đó đã tạo nên cái đẳng cấp và phong cách của chủ nhân những chiếc xe của như của Bentley hay là Phantom, Rolls-Royce hay là những chiếc xe đẳng cấp, những chiếc xe siêu xa xỉ trên thế giới. Như các bạn có thể thấy ngay lúc này, đó chính là cái việc mà các nghệ nhân đang bọc chiếc da, bọc cái tấm da đã được may, được khâu vào chiếc ghế của xe. Và tất cả những công đoạn này thì đều được làm thủ công toàn bộ, đều cần cái sự chính xác khá cao, cần rất nhiều giờ làm việc. Còn đương nhiên là khi mà chúng ta di chuyển những cái chiếc ghế khá là nặng, nhiều cái chi tiết đặc biệt ở bên trong thì các nghệ nhân ở đây vẫn sử dụng đến những cái con robot, những cái thiết bị để di chuyển từ cái khâu này sang khâu khác. Sau khi bọc cái phần tấm da vào ghế xong, hoàn thiện thì sẽ có một người thợ, người nghệ nhân sử dụng một cái máy khò nhiệt độ cao kèm theo một cái, tôi tạm gọi là một cái bay đi, một cái bay bằng hợp kim để là lại tất cả những cái phần nối tiếp của những cái đường may, những cái đường mép của ghế để tạo cho ghế có được một cái form chuẩn nhất, sát vào cái bộ khung và bộ nệm của ghế. Thật sự thì chúng ta cảm thấy rất là choáng ngợp và đầy phấn khích khi mà nhìn những cái hàng ghế dài đã được gia công tỉ mỉ sau, xếp vào đấy vô cùng đẹp. Và mọi thứ thì đều được hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận. Và tất cả các cái phân xưởng, các cái nhà máy chế tạo, sản xuất ra những cái linh kiện để lắp lên những mẫu xe Bentley thì hoàn toàn những người thợ ở đây đều rất tận tâm và họ dành một cái tình cảm khá là đặc biệt với tất cả những chi tiết này. Không giống như là những cái người công nhân bình thường, họ làm đôi khi vì trách nhiệm, vì mưu sinh. Mà ở đây thì họ dành toàn bộ tâm huyết, nhiệt huyết của mình để tạo ra những chiếc ghế hay từng đường kim mũi chỉ ở trên những vô lăng. Và để nói về những chi tiết, những cách mà Bentley đã gia công sản xuất nên cái mẫu xe của mình thì có lẽ chúng ta cần rất nhiều chương trình, từng chi tiết, từng bộ phận một, sự tỉ mỉ của các nghệ nhân sản xuất ra sao, thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp trong cái series khám phá bên trong nhà máy sản xuất ra những mẫu xe siêu sang, siêu độc, siêu đắt tiền ở trên thế giới của AutoDaily. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của AutoDaily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam.